còn hai cái thằng này nữa biến khỏi nhà tao ngay ngay lên. Chúng mày cứ ngồi chây cái mặt ra đây. Chúng mày định hai thằng yêu một đứa con cái tao hả? Hả? Mày nghe tao nói gì không? Chúng mày có nào không đấy? Con đếm mà con tán cái cô chứ, mà con đếm có phải là để ăn vạ này kia đâu mà cô cứ bình tĩnh nào. Ô, nhưng mà hai đứa cũng đến tán một lúc tức chứ bao giờ tao nhìn thấy cái trường hợp như này. Mà chúng mày nhìn đẹp mặt quá không nhỉ? Thì bọn con cứ đến tán còn đâu thì cô chọn ai cô chọn đi, bây giờ cô đuổi con về. Tao không đồng ý thằng nào hết. Tốt nhất là chúng mày đứng lên biến khỏi nhà tao. Còn cái con Trang kia nữa, tao nói mày nghe nhá. Bố mày về hôm nay mà tao mà nói cái chuyện này cho bố mày không để yên cho mày đâu. Con gái con đứa lớn bằng chuyện này sao mày ngu thế hả con? Con này nó đang máu. Cái gì? Nó đang đuổi máu. Cho ăn học là ngu quá cơ. Làm gì có ai là một lúc yêu hai thằng. Mẹ có dám chắc là ngày xưa mẹ không một lúc yêu hai ba thằng không? Tao không bao giờ nhá. Tao không ngu như mày. Nghe con chưa? Con gái này nói một câu cãi ba câu là như nào đông đốc. Nhìn này. Đến nỗi già gì mà mình định ngu quá. Hai thằng này nó có cái gì? Mày nhìn này. Trông này. Ôi dồi ôi. Đừng nói thế. Con có nhiều cái. Chẳng qua là con đi đến đây thì con đến nhà cô chơi thì con không ăn mặc đàng hoàng cơ chứ. Con có nhiều cái không cô nghĩ nhiều. Thế à? Cô không đồng ý cho con gái cô yêu cháu cái thằng này nữa. Bây giờ xin mời hai người đi về cho. Còn con kia nữa nhá. Tao cấm tuyệt đối từ nay trở đi mày rước hai cái của nợ này vào về trả nhà. Nghe rõ chưa? Bố mày mà biết hôm nay á, bố mày không để yên cho mày đâu. Mẹ bây giờ một mình một đứa gái, mẹ yêu một thằng đi, mẹ mày bây giờ mày yêu cả hai thằng nó đéo hiểu kiểu gì nữa. Thì mẹ chuyện làm của đây là chuyện cổ tích mà chứ đéo phải là mẹ chuyện thường rồi. Thế mà anh tin là con? Thế mà anh tin hai thằng này à? Ôi bây giờ cô nhắc nhẹ nó thôi. Sợ. Bây giờ con này bây giờ nó giống tính cô nó máu rồi. Nó máu từ trước rồi, bây giờ biết làm sao được. Mẹ mày ngày xưa không bao giờ mà yêu vài thằng một lúc đâu. Tao là phải chọn mặt tao gửi vàng tao mới yêu. Cô ơi, ngày xưa nó cổ hủ, bây giờ hiện đại cô nghĩ thoáng lên thì cô làm thế thì nhưng mà tao không yêu muốn cho con gái tao yêu. Mà bọn mày có biết rằng là cô có đẻ ra được một đứa con gái, mẹ mày mất bao nhiêu thời gian nuôi nó lớn trong đây mẹ, bây giờ thì để cho hai chúng mày bị mẹ ăn con gái cô ấy à? Cũng đến để tán tỉnh và đòi hỏi làm hoàng chứ có phải là chúng mày con cướp giật trong con bế về nhà đâu mà. Chúng mày chả có gì tán tỉnh, chúng mày thì bảo định ăn con gái cô đi mấy cái kiểu như thế này mà nhìn thấy chúng mày có ra thần hồn gì không? Chúng mày á? Cô nghĩ là chúng mày chỉ đến đây để lợi dụng con Trang của cô thôi. Cô ơi, con thì có cái gì để lợi dụng mẹ? Thật con có gì đấy, lợi dụng gì con gái người ta phải có cái giá trị chứ lợi dụng cái gì? Con mình... gái người ta phải có giá trị đẹp đẽ như thế này mà tự dưng lại yêu hai cái thằng này mày nhìn là úi dồi ôi. Trước mặt mẹ mày là còn ôm ấp nhau này úi giời. Mày bỏ ngay cái tay ra con Trang. Còn cái thằng kia nữa. Mày nghe thấy cô nói gì không? Bây giờ con yêu nhau thì con tình cảm nhau tí có ảnh hưởng gì đâu cô mà. Tại sao lại không ảnh hưởng? Cô không đồng ý. Con có làm gì đâu. Bây giờ con sang con nói chuyện với cô. Tao hỏi bây giờ thì mẹ nó mới lớn như này. Bây giờ chúng mày bảo là không ảnh hưởng. Anh không ảnh hưởng đúng không? Chúng mày cưới về thì mẹ bây giờ chúng mày lấy cái gì mà chúng mày nuôi nó? Nên thì cả hai thằng chúng mày vào đòi mẹ chơi cả mẹ mày em gái tao. Em công việc đàng hoàng mày có gì đâu không nuôi được. Mày công việc gì mà đàng hoàng? Mày đi về cho. Con không về. Sao mặt mày chây thế nhở? Con nhây quen. Tao phải vả cho mày một cái bây giờ nữa. Cái thằng kia nữa. Hai đứa đứng lên đi về. Nhanh. Còn con Trang đi vào đây. Đi vào đây mẹ vào. Vào đây. Em đi. Nhanh. Mày uống cái tay như thế nào? Bây giờ mẹ không dạy được con hả Trang? Con không nghe lời mẹ nữa đúng không hả con? Hả? Mẹ nuôi con lớn bằng chừng này. Bây giờ con không nghe lời mẹ đúng không? Thì giờ bọn con học xong rồi con yêu đương. Mẹ cứ kiểu gì ấy? Kiểu gì là kiểu gì? Tối hôm nay bố mày về á, tao mách bố mà bố mày không để cho mày yên đâu. Nghe rõ chưa? Đâu bố ủng hộ bọn con thì sao? Ai là bố là con sao nói chuyện với chú? Kiểu gì chú? Này, chúng mày đi bà sang chúng mày nói chuyện á? Vâng. Cái gì á? Mày không có tư cách con ạ. À? Sao con không có tư cách được? Con sang nói chuyện đàng hoàng với chú xong rồi con nhưng tư cách đàng hoàng. Nhưng mà con không đồng ý, riêng hai cái thằng này. Thì bây giờ cô cứ để con nói chuyện với chú đi, nếu mà được thì bọn con yêu nhau, còn không được thì thôi thì con xin phép con về chứ con ép là con sẽ phải bỏ đời lên luôn mà. Không chuyện trò thế. Chú ấy cũng không biết chúng mày. Con gái cô là con gái vàng ngọc, không phải yêu như chúng mày. Con biết con gái cô là con gái vàng ngọc. Tao nhìn mày đã không đủ tư cách rồi. Về ngày sau để nó chết đói à? Ngọc đất mà ăn à? Hả? Con nói bảo con có công việc đàng hoàng mà cô chứ có phải là con chỉ là một thằng học sinh hay một sinh viên nghèo đâu có công việc đàng hoàng mà cô. Con đủ nhìn con người đàng hoàng nó khác nhá.
Cô ơi, cô đừng có đánh giá như thế. Con có sao có nhìn mà bắt hình xong nữa. Cái gì đấy? Con đang xong rồi cứ cãi lời mẹ mày nhỉ? Tao phải vả cho mày một bớt tan cái miệng ra bây giờ. Mẹ chưa nói dứt lời đã cãi. Đứng lên vào trong nhà. Con không vào. Bây giờ mẹ nói con không nghe một lời mẹ nữa đúng không? Đúng không? Nếu mà nó cứ cãi này tôi để cho con, để cho lấy cả hai thì xem sau này tôi có sướng hay nó khổ như nào thì tôi bây giờ phải chấp nhận thôi. Mày là lấy cả hai thằng để bôi son chất xấu vào mặt mày mẹ mày con. À. Mà chắc gì nó đã lấy hay nó chỉ lợi dụng con thôi? Mẹ nói chuyện đời thủa đây, đây là cái chuyện cổ tích rồi. Bây giờ phải nói chuyện với bố nó, bây giờ nó nói nó không nghe đâu, bây giờ nó đang cắn phải cứt nhau rồi, bây giờ làm sao nó nghe được? Ngu vừa thôi chứ quá. Ngu nó cắn phải cứt nhau bây giờ làm sao bây giờ nó nghe được? Đấy bây giờ dạy nó khôn nấu. Hai, biết cái gì mà nói? Anh không biết cái gì cả, anh nói thật với em, nhưng ở đây anh muốn tham gia thôi, anh không biết cái gì cả. Nhưng mà anh mẹ, khác gì em? Mẹ em đòi, mẹ em đẻ em ra thì bây giờ em phải nghe lời mẹ em đi. Bây giờ đấy, bây giờ em yêu cả hai thằng như như này, nhưng mà đây là cái chuyện này nó quá phi lý. Đấy. Anh giờ, khác gì em đâu, một lúc anh yêu 4 năm con đấy. Yêu 4 năm con cũng được, nhưng mà anh là con trai. Sao anh được mà bọn em lại không được? Con trai nó khác, nhưng mà con khác gái cái nó gì khác. Con gái đâu mẹ yêu hai thằng đi mẹ, thế bây giờ thì mẹ mày một lỗ mẹ mày chui mẹ hai chày à? À mà hai thằng kia mày cũng chấp nhận được thì mẹ tao nghĩ hai đứa mày cũng mẹ cũng là thần thánh. Anh chẳng nói còn nữa đấy. Anh không phải lớn. Tất nhiên là anh nghi mày nghi mua anh chỉ tham gia, còn đâu mẹ em thì chính là mẹ em mới khổ chứ chứ chẳng có ai khổ ở đây cả. Mày định làm khổ mẹ đúng không? Hai thằng này nó không yêu mày đâu. Nó chỉ lợi dụng mày thôi, nghe con chưa? Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ chị bây giờ cứ để cho nó, để nó chơi để nó biết được, nó mới biết được. Tôi không để yên được, chú yên tâm, để tôi cho con này mà con đi vào trong nhà tôi bình tĩnh là cô. Con bảo tối hôm sau nói chuyện với chú rồi mà, chứ không phải là con đấy. Nhưng mà cô không đồng ý. Con bây giờ cô cứ để con sang nói chuyện với chú. Tao thật với mày, tao mà nghe đéo còn ổn ấy, mày nói chuyện với mẹ mày bố cái trang, mẹ mày nghĩ mẹ hai thằng mày mà nói chuyện mẹ mày ông ấy chấp nhận á, ông mẹ ông cho chúng mày đi bán dép. Bây giờ chưa nói làm sao mà biết được anh. Bây giờ cứ để tối sang nói chuyện với chú cho chắc ăn. Nếu chú đồng ý là thì là bọn em tới với nhau luôn. Mẹ, con đâu không được thì thôi, con về. Con dạy mang nghề địt mẹ này đi là biết làm sao được. Bây giờ chị đi vào trong nhà. Bây giờ nó không vào đâu, bây giờ nó không nghe chị đâu. Bây giờ mà tiếng gọi của tình yêu bây giờ nó nghe, bây giờ làm sao nó bây giờ nó nghe chị được. Bây giờ nó thích rồi, bây giờ biết làm sao được, bây giờ chỉ có thích để cho nó nhích thôi chứ bây giờ biết làm sao được. Nhưng mẹ muốn con phải nghe mẹ cái gì nữa? 18 năm nay con lúc nào con nghe mẹ rồi đấy. Đến chuyện học hành của con, có thi đậu trường nào mẹ cũng bắt con đi. Đậu theo ý của mẹ thôi ạ. Cái vừa đấy. Hai thằng này đứng lên đi mẹ. Cô không cho chúng mày bước chân vào nhà cô. Đừng có đến đây tán tỉnh con gái nhà cô. Con gái nhà cô là không yêu chúng mày. Nghe ra chưa? Cô đi cho bổ cô này. Thế bây giờ con gái cô không để tán thì để làm gì? Để làm cảnh à? Để nhưng... rốt trong xó à? Đây để trong tủ kính. Bề bọn cháu đến tán là phúc cho cô con gái cô rồi đấy. Mà con đã tán đàng hoàng chứ con tán đàng hoàng không phải đi đến ăn trộm ăn cướp hay là đổ vạ cho tao hỏi hai chúng mày đi mẹ đấy. Mà hai chúng mày đi mẹ mà hai thằng mày đi mẹ chơi một đứa. Thế bây giờ em hỏi anh nhá, bây giờ ví dụ anh mẹ đi chúng mày đi loạn luôn à? Cô chọn ai thì thằng đứa cưới người đấy. Đúng rồi. Cô chọn ai thì bây giờ cô chọn ai thì cô chọn ai, chị bây giờ chọn ai này đi hai thằng mất dạy mày nó nói thế là mày sao đâu. Cô chọn ai, con đến đi, đây bọn con đến là bọn con đến là tán thôi. Mẹ mày con kia mày cũng ngu cơ, đi mẹ mày hai thằng mày chơi cả hai thằng nữa tao cũng chịu à, mày luôn đấy. Lúc giờ em nói nãy giờ hai không làm sao ý. Bây giờ thời buổi nào rồi anh còn kỵ kiêng kỵ đấy. Bây giờ anh yêu 4 năm đứa đấy, bây giờ đứa chúng nó yêu nhau chúng mày thường. Bọn này đi mẹ mày chúng mày bị loạn luôn à, hay là chúng mày bị luân lý chúng mày bọn em chưa làm cái gì cả mà bỏ là loạn luân gì cả. Đi mẹ, thế tao hỏi hai mày cũng chấp nhận là đi mẹ mày yêu một đứa con gái được sao? Chấp nhận được mày thời buổi lúc chấp nhận rồi sao? Bây giờ thì bây giờ thằng nào được thằng nào mạnh thằng ăn nữa chứ, bây giờ ai mà rồi, thằng nào mạnh ăn này. Nhà tao không phải là cái chợ nhá, mà đến đây để cãi không đốt đốt. Tao mời hai thằng đi về nhanh lên, không có tao lấy cái chày tao phang cho mày. Vâng mà cứ làm như con gái quý lắm mày, về đi về làm sao về ấy. Cốt thằng kia đứa lên đi về luôn nhanh lên. Con về trông chúng mày tao nó phải nói.